Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đa Mỹ Tuần Truyện Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh Hãy bấm like và share nếu các bạn thích video truyện Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày nha Xin mời các bạn nghe truyện Quỷ Thọ Liên Thuyên Giọng đọc Lãm Hồi thứ 24 Mật Văn Phần cuối Lục tử a lên một tiếng Lập tức nhảy đến sau lưng của tôi Tôi nhìn lại thì thấy cậu ta đã bị dọa ngất đi rồi Tôi cũng chẳng kịp quan tâm cậu ta ra sao nữa Mà hai kiều đã ung um dung nhìn vào chúng tôi vươn tay ra Nói tiếng như vọng ra từ nước Thích nhiên Đến Đến với em Em luôn ở đây chờ anh Tôi nhăn nhó mặt mày Bà cô quỷ này không phải đã xem tôi là đại thiếu gia kia đó chứ Tôi sợ tới mức nép luôn vào cánh tay của Bạch Dực, Giọng nói của mà hai kiều bỗng dịu lại Thích nhiên em biết là anh đến tìm em Không nếu đã như vậy hãy đến cạnh em Tôi nhìn không được mà đáp Tôi không phải thích nhiên gì đó đâu Mợ nhận sai người rồi Mà hai kiều như bị chón mà lùi về sau mấy bước Lúc này giọng của cô ta khốc liệt hơn Cô gầm nhẹ lên Mau đến đây đồ chó Đến lời của ta nói mà ngươi cũng không nghe sao Tôi dựa sát hơn nữa tôi mắc tội gì với người ta mà bị mắng là chó này chó nọ cơ thế ông mày nợ gì cũng thiếu được duy chỉ có nợ tình là không khá vì ông đây vốn chẳng có xíu xiêu vốn liếng nào đâu tôi làm vẻ mặt cầu sinh với bạch dực lão bạch giúp tôi nghĩ cách cô ta muốn tôi chôn chung đó bạch dực thì thầm trước làm cho cô ta ổn định lại đã xem ra tạm thời cô ta không có ý tổn thương chúng ta đâu bạch dực ở cạnh tôi vẫn bình tĩnh Tôi liếm quanh miệng, vỗ về nữ quỷ kia như bệnh tâm thần mà nói Mợ, mợ hai kêu à, tôi, tôi không phải là thích nhiên gì đó đâu Thích nhiên của mợ cũng chết ngay đó rồi Anh ta không có ở chỗ của chúng tôi đâu Nữ quỷ nghe tôi nói xong như vậy thì rõ ràng bình tĩnh hơn Ngược lại càng trở nên kích động Cô ta gào lên Không, thích nhiên là anh mà Anh không cần gạt em Em biết là anh yêu em Yêu đến chính anh cũng không biết nữa anh còn nhớ lúc lão gia muốn thôi em không? Anh đã cầu xin cho em thế nào? Anh rõ ràng là quan tâm tới em như thế mà. Tôi đã có chút theo kịp vấn đề. Đầu óc bỗng như tái hiện lại cái cảnh ở trong kịch lôi vũ kinh điển. Rối ren, sợ hãi, xấu hổ, bất đắc dĩ. Tất cả đều là những cái sợ đen chồng chéo lên nhau. Nỗi lòng của nữ quỷ mặt trắng này tôi cảm nhận được thật sâu sắc. Không biết bị dọ hay bị mắng cho lẫn lộn Mà tôi bỗng nắm chặt tay của bạch giật nói Con mẹ nó, người tôi thương là hắn, mở dứt tình đi Nữ quỷ kia nhìn bạch giật xong lại hướng về tôi Ánh mắt hoàn toàn bất đồng Bạch giật khẽ khàng cười thầm một chút Mặt tôi đỏ lên, đầu óc rối tinh rối mù Bất quá nữ quỷ kia lại tin lời của tôi Cô ta án độc mà nhìn bạch giật Tưởng chừng có thể làm cho người anh ta thủng mấy cái lỗ không bằng Tôi có chút băn khoăn lòng cảm thấy hình như mình vừa hại anh. Bạch giật cũng không khách sáo gì mà ôm ngay lấy tôi. Tư thế này thật mờ ám. Trong mắt nữ quỷ kia, giờ anh đáng ghét đến vạn lần ấy chứ chẳng chơi. Cô ta điên cuồng vặn vẹo thân thể mà nói. Ngươi còn yêu nó, nó có gì tốt, có đẹp bằng ta không, có yêu ngươi bằng ta không? Tôi nhìn nữ quỷ mắc bệnh thần kinh này, tôi có thể thề là bị tâm thần phân liệt ấy. Cô ta tự nhiên nhìn bạch giật thành con gái, nữ quỷ kia bắt đầu cầm một cái tảng đá lớn nhọn đầu trên đó có còn dính máu mà mỉm cười nói người yêu nó như vậy ta liền cho các ngươi sinh tử vĩnh biệt không sao cả ở số vàng chúng ta sẽ thành đôi chúng ta có thể là một cái đôi vợ chồng quỷ người nói được không lòng tôi thầm mắng được cái rắm ông mày mắc mớ gì phải cùng mày toàn thay tanh tuổi chết không biết bao nhiêu đời rồi còn làm vợ chồng quỷ Ông đây không phải Ninh Thái Thần mà có hứng thú với nữ quỷ nhé. Chúng tôi thấy cô ta thật sự là kích động, cũng cẩn thận mà lùi về sau. Nhưng lục tử nằm chắn hết cả đường lui rồi. Mà chúng tôi cũng không thể bỏ lại thằng nhóc này mà ù té chạy được. Thế là chỉ còn cách là đứng chôn chân tại chỗ. Bạch Dực đến lúc này mới chịu mở miệng mà nói chuyện. Tại sao mở biết chuyện quỷ chú? Anh hỏi xong, tôi mới nghĩ đến Cô ta chính là cố vấn thần bí mà chúng tôi muốn đi tìm. Cố vấn này thật sự rất ngầu nha, tạo hình rất hợp mốt, khiến cho tôi quên ngay luôn cái mục đích ban đầu. Cô ta cười khanh khách, tóc toát ra mùi rất tanh, mặt cô ngượng ngùng, dùng tay vuốt xuống rong và bẹo trên đó rồi nụn nịu nói. Để thích nhiên đến đây, người buồn anh ấy ra. Tôi vừa nghe cô ta vẫn chưa chịu dứt tình, liền cười khổ nói. Chị hai à, Chị buông tha em đi Em thật sự không có thích chị mà Dù thế gian này chỉ còn mình em với chị Thì em thà làm hòa thượng phụng dưỡng Phật tổ còn hơn ấy Cô ta hừ lạnh một tiếng Muốn đến gần chúng tôi Chúng tôi liền lui về sau vài bước Cô nghiến răng nghiến lợi mà nói Trước đây ngươi cũng từng nói mấy cái lời này Ta không xứng với ngươi sao Tại sao ngươi đối xử với ta như vậy Muốn ta ta phải giết ngươi Nhưng ta đã dùng mạng của mình Để trả cho ngươi rồi ta cứ tưởng ngươi và nó sinh ly tử biệt thì sẽ từ bỏ nhưng mà không ngờ ngươi vẫn như cũ muốn mãi cùng nó ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm thế nào mới hiểu được tâm ý của ta chẳng lẽ muốn ta môi tim ra cho ngươi xem sao cả gương mặt của cô ta đều run rẩy người phụ nữ này viết kịch bản còn sớm hơn phim truyền hình dài tạp ấy hạng người này khi còn sống cũng cực kỳ khó đối phó thêm vào đó là bị tâm thần phân liệt cộng với cố chấp đến điên luôn rồi Cô ta luôn cho rằng chuyện mình làm dù trời đất không có dung cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, nếu chúng tôi bắt buộc thì thế nào cũng uổng công mà thôi. Chi bằng dùng tình cảm mà cảm động cô ta. Tôi liền sợ lợi mà nói. Chị hai, tôi nói chị nghe cái này. Bản thân chị cũng coi như là người lớn đi. Cái người kêu thích nhiên gì đó, dù gì cũng là con của chị mà. Chị sao có thể yêu con mình được chứ? Đây là trái với đạo lý luân thường nha. Con của chị có quyền theo đuổi hạnh phúc của anh ấy chứ Chẳng lẽ chị muốn cùng chết vì yêu Chỉ là chị rõ ràng là không hiểu lòng anh ấy rồi Chị xem đi Anh ấy vốn có thể cùng cô gái mình yêu mãi mãi bên nhau Chị Hà tất cố chấp như vậy Không chịu chúc phúc cho bọn họ Không phải vẫn thường có câu nói rằng Để cho người mình yêu được hạnh phúc Cũng chính là mình được hạnh phúc đó sao Bạch giật khẽ hỏi tôi Cậu làm sao biết được cái đạo lý cổ quái đáng kinh ngạc như thế? Tôi khoát tay, hấp tấp mà nói. Đừng lộn xộn, đây là mấy câu kinh điển trong phim của Quỳnh Giao. Tóm lại, nếu nói thế mà đối phó được nữ quỷ thì cứ nói. Mấy cái đạo lý này không biết có dùng được hay không nữa. Nhưng mà người phụ nữ kia chầm chậm mà cúi đầu. Ngẫm nghĩ mấy cái lời tôi nói thật sâu xa. Chẳng lẽ đã thật sự bị thuyết phục rồi? Thật là cảm ơn trời đất. Chúng tôi đang chuẩn bị hỏi tiếp về quỷ chú Thì thật bất ngờ nữ quỷ kia lại âm trầm nói Nếu hắn yêu một cô gái Ta đây cũng sẽ dứt tình Nhưng người hắn yêu lại là đàn ông Tôi bỗng nghe bạch giật Phóc một tiếng cười phát lên Rõ ràng tôi thấy vai của anh đang run rẩy Miệng tôi hết mở rồi lại đóng Cố nhe răng Trần mắt hung tợn mà nhìn anh Nhưng giờ thế nào Thì trong tôi cũng thật y như là một tên từ kỷ Tôi hết sâu một hơi, chón ván thật rồi. Bạch giật thấy tôi cũng đã cùng đường, thì vội kéo tôi ra. Anh hạ giọng nói với nữ quỷ kia. Cậu ấy không phải thích nhiên, cũng chẳng liên quan gì đến mi cả. Ta không biết mi dùng cách gì để biết về Hà Bá Điện, nhưng mi là người đã chỉ đường cho ông chủ triệu tìm được quyền quan bích. Thế thì hẳn sẽ biết nhiều chuyện về quỷ chú và Hà Bá Điện. Giờ trước mắt mi có hai con đường. Một là nói cho bạn ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao mi biết được Còn không bọn ta cũng chẳng màng đến thông tin kia nữa mi coi như là cùng bí mật này mà tan thành tro bụi đi Bạch giật nói đến đây thì ngừng một chút Tuy cái giọng nói không lớn lắm Nhưng lại gây được áp lực cho cái nữ quỷ kia Cô ta hung tợn nhìn chúng tôi Từ từ giãn ra một khoảng cách Bất quá chúng tôi không có gì đảm bảo là cô ta không đột nhiên đánh ấp lại Tóm lại giờ đã diễn đến cái tuần chia xa nhưng không thể nào dám mạo hiểm nhào vào cả. Nữ quỷ dường như có chút sợ hãi với bạch dực. Cô ta thì thầm, mắt càng trở nên cuồng loạn. Ta vẫn yêu hắn mà, lần nào hát hí khúc cho hắn nghe ta điều hạnh phúc vô cùng. Ta hy vọng ngày nào đó hắn dùng bác sĩ đại kiệu cứ ta về. Ta không cần vàng bạc tơ lụa, không cần vinh hoa phú quý gì cả. Ta chỉ muốn nhìn hắn cả đời, hát cho hắn nghe cả đời. Như vậy là đủ rồi. Chúng tôi không biết cô ta nghĩ cái gì mà nói những cái lời này. Cô yêu người đàn ông kia nhiều nhất mà cũng chính cô tự tay giết chết anh, xét cho cùng thì cũng thê thê thảm thảm lắm. Tôi cảm nhận được bi ai trong tình yêu của người phụ nữ này. Lúc này, Bạch Dực vẫn bình tĩnh như thường với một tay vào túi áo. Tôi thấy được một phần vật mà anh ta sắp lấy ra, đó là một cái túi gấm to, thứ vẫn hay gọi là bồ hộ mệnh. Mắt anh sắc bén nhìn chầm chầm vào mấy cỡ nhất động của nữ quỷ kia. Nữ quỷ không màng đến uy hiếp của bạch giật. Cô ta ôm lấy thân thể đang run rẩy của mình mà nói. Ta biết ta không xứng với hắn. Nhưng tại sao hắn lại ở trước mặt của ta hạnh phúc với nam nhân kia như vậy? Ta chỉ thương mình hắn. Cũng không muốn hắn cùng chết với ta. Nên ta phải làm cho hắn chết trước ta. Hắn chết rồi. Ta cũng không muốn sống nữa. Nhưng đá giếng lạnh lắm ta đợi chờ hắn đến tìm ta Đến để báo thù cũng tốt Nhưng hắn trước sau vẫn không có đến Nữ quỷ hoàn toàn rơi vào trạng thái nhớ nhung điên cuồng Sớm đã không màng đến chúng tôi Bất quá cô ta làm cho tôi không thể nào xuống tay được Ngay lúc này lục tử run rẩy mà tỉnh lại Cậu ta ngồi dậy nhìn thấy nữ quỷ lại kêu má ơi Thoáng cái mặt mày xanh mét Nhưng cũng không có ngất xỉu nữa Chỉ dựa theo tường mà lui tới tấp thôi. Cậu khẽ hỏi, sao lại thế này? Cô ta chính là cố vấn kia, bà nội nói chứ, nhìn bộ dáng thảm quá đi mất. Hành động của cậu ta thật khó đỡ. Bạch giật giở tay, nhìn trừng trừng nữ quỷ kia một cái. Cô ta âm trầm mà nhìn chúng tôi nói, người thật không phải là thích nhiên. Tôi vỗ vỗ tráng, trời đất chứng giám, không ngờ mình lại giống quỷ thiếu gia kia nha. Xong lại khoanh tay đứng trước ngực mà nói, thật không phải chị xem em sao có tướng làm thiếu gia chứ cô ta dường như hiểu được những lời này thái độ lập tức thay đổi đến chóng mặt lúc đầu là thất vọng rồi dần dần chuyển sang phẫn nộ cuối cùng thì nữ quỷ lúc cười lúc khóc sau một lúc lâu lại cười lên thật thê lương và nói ta vẫn muốn một lần nữa được nhìn thấy thích nhiên ta thật rất là muốn xin lỗi anh ấy ta biết anh ấy nhất định sẽ hận ta lắm Ta đợi ở dưới giếng này lâu, thật lâu rồi. Không lúc nào là không mộng. Mộng thấy thích nhiên, dở khăn hồng của ta lên, chứ không phải là gương mặt của phụ thân anh. Ta lúc đó biết được anh ấy yêu thương nam nhân kia, ganh tị lắm. Nhưng trước sau vẫn không có tố giác bọn họ. Ta sợ hủy đi tương lai của anh ấy, nhưng anh ấy lại muốn giết ta diệt khẩu. Lòng ta lạnh lùng liền thừa dịp anh ấy lơ là, ra tay trước. Ta không có nam nhân này, ta cũng sẽ không cho bọn họ được ở bên nhau. Ta nghĩ chết rồi, chúng ta sẽ được ở cùng một chỗ. Nhưng lâu lắm rồi, sao anh vẫn chưa đến tìm em? Đột nhiên ánh mắt của cô ta biến đổi, lé ra một cái tia độc ác. Lòng tôi thầm kêu hỏng rồi, nữ quỷ kia chẳng nói chẳng rằng, liền dơ cái tảng đá hướng chúng tôi mà ném. Cứ tưởng chuyện đến lúc này tôi có thể ít nhiều tra ra manh mối, nhưng không ngờ lại phát triển theo cái chiều hướng không có mong muốn như vậy. Tôi thấy cô ta lao nhanh về phía mình, mặt đón lấy cái mùi tanh nồng nặc thì vội vàng né tránh đi. Nhưng chân của tôi đang bị thương, liền mất đà mà té răng ra đất. Bạch giật đang ôm tôi, do bất ngờ cũng đứng không có vững, xém chút nữa là bị tôi kéo ngã luôn rồi. Không may chính là lúc chúng tôi bối rối như thế thì bộ phấn của bạch giật do cái sự bất cẩn của tôi mà rơi mất. Anh chợt một tiếng, nắm lấy áo của tôi chạy như bay. Tôi lúc này cũng thấy lục tử đã sớm biến mất dạng. Nghĩa khí thật. Tôi quay đầu nhìn thử nơi quỷ kia còn cách bao xa. Vừa mới quay đầu lại, thoát cái, gần như chạm vào răng nanh của ả. Tôi hét a lên một tiếng. Bạch giật vẫn nắm áo tôi mà kéo chạy như bay. Nhờ vậy mới thoát khỏi cái sự tấn công của ả đàn bà kia. Tôi quên bản luôn là vết thương ở chân. Chẳng nói tiếng nào, cắm đầu chạy theo bạch giật. Đường nơi này cứ ngoắt ngoéo. Chúng tôi đi đứng vô cùng bất lợi, mà nữ quỷ kia lại chẳng chần chừ, cứ như thằng lằn dán vào tường mà lao đến. Bạch giật nắm được tay của tôi vì chân bị thương nên tốc độ chạy chậm lại thấy rõ ràng. Anh lo lắng muốn dừng lại xem sao, nhưng tôi thở hổn hển mà nói, đừng có dừng lại, nữ quỷ kia đang nổi điên. Bây giờ, cho dù chúng ta có dập đầu quỳ lại, thì ả à cũng không tha cho chúng ta con đường sống đâu. Hai người chúng tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy, Chẳng bao lâu thì đến đường cùng Lúc tôi ngẩng đầu lên thì nhận ra đã chạy đến đầu thôn Nơi mọi người vừa đốt giấy tiền vàng mã và cái cổ quan tài kia Mặt đất hãy còn vương lại cho tàn Thoan thoảng đưa hương trong gió Bạch giật chậm chậm lại kéo tôi lùi về phía sau Bảo bối của anh đã bị tôi làm rơi mất rồi Bản thân lại không có pháp lực gì để chống lại nữ quỷ cả Hai người bọn tôi coi như xong rồi Nhưng thật bất ngờ chúng tôi thấy nữ quỷ kia có chút ngần ngại, không có tiến tới nữa. À, nghiến chặt răng, lộ ra cái gương mặt nhợt nhạt như là đang sợ hãi cái thứ gì đó. Rồi bịch chặt tay lại, từ từ lôi ra. Tôi phát hiện thì ra có một cái lo đang tụng kinh Phật. Quỷ khi nghe kinh thì vô cùng đau nhất. Tôi cũng biết kinh Phật trừ tà rất là hay. Vội vàng lăn đến, vặn loa hết cỡ lên. Ngay lập tức xung quanh đều vang vọng cái tiếng đọc kinh trang nghiêm nữ quỷ sống lên, lùi về sau mấy bước. Có vài lần, ả định tiến lên, nhưng đều bị cái anh thanh này ngăn cản trở lại. Cuối cùng, thì hóa thành một làn khói nhẹ. Tôi hỏi bạch dực, phải chăng là ả đã tan biến? Anh lắc đầu mà nói, không mất hẳn đâu. Cô ta chỉ trốn về đáy giếng thôi. Xem ra cô ta chắc chắn không có chịu nói cho chúng ta biết cái chuyện quỷ chú rồi. Ngược lại, nhìn thấy chúng ta là nhớ ngay đến cái người tên thích nhiên kia gì đó liền muốn giết thêm lần nữa. Tôi gật gật đầu mà hỏi, giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Bạch giật đẩy đẩy kính, thở dài mà nói, nếu cô ta không chịu nói thì chúng ta đành đưa cô ta đến Tây Thiên vậy. Hài cốt của ta chắc vẫn còn ở dưới đá giếng. Ngày mai chúng ta báo với thông dân giúp họ đem cái xác nữ này lên. Sau đó tôi tự có cách làm cho cô ta không thể quậy phá được nữa. Nữ quỷ kia, nếu tha cho lần này sẽ rất nhanh hóa thành ác quỷ, khi đó chúng ta thật sự sẽ không đấu lại cô ta đâu." Tôi nháy nháy mắt mà hỏi, "Anh chắc là được chứ?" Anh ừ một tiếng, cũng không nói là sẽ làm như thế nào. Tôi tiếc một manh mối tốt như vậy lại bị cắt đứt, nhưng mà chính xác là nữ quỷ này đã hoàn toàn xem chúng tôi là cái vị thiếu gia gì đó và tình nhân của anh ta rồi. Án hận không thể nghiền xương chúng tôi thành tro đi á chứ nếu không nhân lúc trời sáng ả yếu đi mà trừ khử thì sớm muộn gì cũng bị ả hại chết cho mà xem tôi ấm ức mà nói thật chán mà cứ như thế này hai chúng ta nói không chừng là sẽ mệt đến chết luôn đó cũng không biết hạ bá điện là cái thứ gì nữa đâu bạch giật ho khen một tiếng mà nói không đâu chỉ cần chúng ta biết đó là hạ bá điện thì vẫn có thể tra ra đừng quên vẫn còn một cái đầu mối là lục tử Cậu ta đã từng nói ông chủ Triệu trước khi chết đã chuẩn bị đến huyện Mã Đa, tỉnh Thanh Hải. Đó chẳng phải tin tức là gì? Hơn nữa Hà Bá Điện chắc là ám chỉ của Quan Hà Thủy Thần, đã như vậy, manh mối ác hẳn vẫn còn ở Mã Đa. Ngoài ra còn có mấy văn tự cậu đọc được sáng nay nữa mà. Tóm lại, chúng ta vẫn chưa có đến nỗi mà chết không nhắm mắt đâu. Tôi vẫn thấy là chẳng có gì chắc chắn cả. Tóm lại, nữ quỷ này rất không chịu hợp tác. Thật sự, ngay từ đầu, chúng tôi hoàn toàn không có nghĩ đến cái vị cố vấn thần bí kia lại có tên gọi là Hồn Ma của Mợ Hai Kiều. Thật là, chuyện càng lúc càng hoang đường khó có thể nói nên lời. Bạch giật vỗ vỗ vai của tôi, sau đó ra hiệu bảo tôi ngồi xuống cho anh xem xét cái vết thương. Tôi khoát khoát tay, bảo là không sao cả, chỉ chạy chút máu mà thôi nhưng mà miệng vết thương đau thật đấy, giống như là bị người ta gắp than để lên đó vậy. Tôi lại không muốn bạch giật lo lắng nên cố nén đau, giờ lòng chỉ có thất vọng mà thôi. Lúc này tôi cũng không rảnh mà quan tâm xem lục tử đã chạy đi đâu rồi. Vừa nghĩ xong thì bỗng có một cái đầu thò ra từ sau lưng tôi như là đầu khỉ vậy. Cả ba chúng tôi đều ngồi tinh tảng đá đầu thôn, cũng không thấy nữ quỷ kia nữa cho rằng đã an toàn liền từ từ nhích lại gần nhau. Tôi khinh bỉ mà nhìn cậu ta, cười lạnh rồi hậm hực nói, hay nhỉ, cậu có mẹ nó còn dám trở về đây sao? Hay là đến xem thử có bạn mình có phải đã bị con quỷ kia bóp chết rồi? Cậu ta biết tôi đang nóng giận, cũng chỉ gãi gãi đầu đưa mặt mà chịu tội thôi. Ta vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, trải qua một buổi tối mà dây thần kinh tưởng chừng là đứt hết luôn rồi. Tôi hít một hơi thuốc mới cảm thấy thả lỏng được một chút. Lục tự thấy mặt tôi đã dịu lại mới hỏi. Sao rồi? Mụ quỷ kia rốt cuộc là làm sao vậy? À có nói tin tức gì không? Tôi giận dữ mà nói. Không hề. À ta như thím tường lâm ấy. Cứ lại nhại kể lại tình sự bi ai của mình ấy. Từ chết thế nào? Rồi với thiếu gia kia làm sao? Chuyện về hà bá điện một chữ cũng không hở răng nữa. Tiếp theo chúng ta chỉ có thể trông cậy vào thông tin khác mà thôi lục tử thấy thái độ của tôi thật kém cũng không dám nói gì thêm nữa chỉ vỗ vỗ vai của tôi mà thôi tôi run run mà gạt tay của cậu ta ra giữ dằn ngồi bên cạnh mà hút thuốc thuốc lá thật là có tác dụng giảm đau chỉ hít vài hơi liền thấy chân đã đỡ hơn rất nhiều từ giờ đến hừng sáng chỉ còn hơn nửa giờ nữa nhưng chúng tôi không dám rời khỏi nơi này vừa nghe kinh phật vừa hút thuốc đợi trời sáng hẳn bạch giật lúc này bỗng nhớ đến một chuyện Tôi nghĩ là có manh mối liền gạn hỏi ấy thế mà anh chỉ nhìn tôi Hỏi cục ngủ Cưng thương anh thật hả Tôi vừa nghe xong Thì đầu tiên là ngẩn ngơ Sau đó là bị sặc khói Ho ra cả nước mắt Nói Tôi tôi, tôi còn không phải để thoát thân hay sao Bạch giật nghe tôi nói như thế Thì ánh mắt có chút buồn bã Tôi lại cảm thấy nếu tiếp tục phủ nhận Thì thật có lỗi với anh chỉ đồ khốn không tim không gan mới nói như thế Nhưng lục tử ở ngay bên cạnh Tôi không thể nào ở trước mặt của cậu ta Nói ra từ thương này được Thế là tôi liền kề sát vào tay của bạch dực thì thầm Giờ đang có người ngoài Nói không có tiện Muốn nghe lời thật lòng Đợi trở về rồi Em nói cho anh biết Anh thấy tôi giờ vừa buồn cười vừa tức giận Nên cũng không có trả lời tôi ngay Chúng tôi hút hết gói thuốc thì trời cũng đã sáng hẳn ra, Thôn dân dậy sớm thấy ba người toàn thân dơ bẩn đứng ở đầu thôn hút thuốc thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bạch giật phổi phổi bụi ở trên người bước đến nói cho bọn họ biết. Mấy người chúng tôi đều có chung một giấc mơ, thấy một cô gái sang trọng, nói cô ta ở dưới đáy giếng rất khổ, bảo chúng tôi cứu cô ta ra. Sau đó lại nghe nói thôn này có một vị phu nhân đã chết trong một cái giếng. Anh đem chuyện kia sửa thành mở hai kiều báo mộng cho chúng tôi chúng tôi mất hết cả đêm mới tìm được miệng giếng kia, mà hai kiều trong mơ còn bảo chúng tôi phải đến giúp. Mà người trong thôn vốn mê tín, hơn phân nữa đều tin là hồn ma của một hai kiều quấy phá, cộng thêm vẻ mặt thành thật của bạch giật khi kể chuyện, mười phần liền tin hết chính. Vì vậy mà vội vội vàng vàng tìm di thần đến giúp đỡ, bọn họ là một cái cán thả bạch giật xuống dưới, vì không thôn dân nào dám xuống nhặt xác, nên chúng tôi đành phải ra tay vậy giếng sâu vô cùng thả thật lâu bạch giật mới xuống đến đáy một lúc lâu sau anh lại kéo kéo dây thần mà gọi được rồi kéo tôi lên đi bạch giật cầm trong tay một túi đựng xương thi thể của M. hai kiều giờ đã mục rửa hết giờ chỉ còn trơ xương thấy trong giếng quả thật có hài cốt thật thì thôn dân đã hoàn toàn tin là chúng tôi không hề nói dối bạch giật leo lên sau đó đặt bộ hài cốt ở giữa khoảng đất trống Mấy người còn lại trong thôn vì hóng chuyện mà chạy đến xem. Anh hỏi xin cái gì gần đó một cái gói bột nếp to. Sau đó bảo thôn dân giết một con gà trống to cùng máu gà tưới vào xương. Bỗng chốc chỗ xương kia liền hóa thành khói đen. Mọi người nhanh chóng tản ra. Anh Trấn An nói đây chỉ là hơi độc của tử thi mà thôi, không làm hại ai hết. Không cần phải sợ. Sau đó anh lại dùng bột nếp bao lấy xương cốt. Lúc làm có chút ghê tởm, thôn dân ở đây đều muốn buồn nôn. Tôi cố nén cái cảm giác đang muốn trào ra. Thế mà bạch dực lại dẫn dưng như là đang gọt hồ vậy. Một chút cũng không khó chịu. Sau đó anh cùng mọi người đem tất cả đốt đi. Lúc cái thứ đó đang cháy, bạch dực còn ném vào đó một cái lá bồ màu vàng. Lề nghe trong lửa có tiếng phụ nữ khóc la, nhưng âm thanh lại rất nhỏ. Thật không biết là có phải là đang tự huyễn hoạt hay không nữa. Khói rất là tanh hôi, nhưng lại thoang thoảng cái mùi giòn ngọt của bột nếp, tất cả mọi người đều bất giác lui về sau. Bạch giật rầm rầm vài câu, sau đó quay đi, tôi hỏi, còn việc gì không? Anh gật gật đầu, nhìn thôn dân đang há mòm trợn mắt mà nói tiếp. Cách này là do mợ hai kiều chỉ cho chúng tôi biết, mợ nói mình trong quá khứ không có cách gì siêu thoát được. Giờ nhờ mọi người giúp đỡ nên sẽ phù hộ cho mọi người trong thôn đều an ổn mọi người cứ quên đi mọi chuyện nếu không mọi chết thật không an lòng khi đó chuyện gì cũng khó vẫn là một cụ già có uy tín trong thôn chạy ra trước mặt mọi người nói rõ là bỏ đi lệnh cấm chuyện này đến một cái rắm cũng không cho thả ra lời nói của bạch giật quả thật là có sức thuyết phục thậm chí đến người trẻ tuổi cũng gật đầu lia lịa mấy người già đã bắt đầu thắp hương và dập đầu tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình biến nữ quỷ thành Bồ Tát. Bạch giật sao không đi làm pháp sư luôn cho rồi đi, đúng là nhân tài có tương lai sáng chói mà. Đợi việc này xong xuôi, ba chúng tôi thật như là giống như là công thần được tiễn ra khỏi thôn rất là long trọng. Chúng tôi thật sự không có khí lực giả vờ nữa, vừa lên xe thì rủ xuống như là bùng nhão. Vừa về đến nhà, tôi liền lao ngay vào nhà vệ sinh, tắm rửa cho sạch sẽ hết thân thể đang tanh tưởi này. Lúc tôi bước ra thì bạch giật đang ngẩn ngơ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi bảo anh đi tắm một chút, mùi kia thật chẳng tốt lành chút nào. Anh ngửi ngửi một chút, nhíu mày rồi cũng làm theo. Tôi tranh thủ gọi điện cho lục tử, bảo cậu ta nói với nhà trường giúp. Vì cái chuyện này, chúng tôi phải cúi đầu nhận khuyết điểm trước cái lão phan hói. Lão ta cũng không làm khó gì cả. Tôi thấy là chúng tôi có thể sẽ bị đuổi bất cứ lúc nào. Bất quá hình như lão vẫn chưa biết ông chủ triệu đã mất Phải dựa vào thân thế của một người đã chết Bỗng chốc lại dấy lên cái cảm giác vừa bất đắc dĩ vừa bi ai Lúc này thật không thể quay đầu được nữa rồi Tôi ngồi phịch xuống sofa Phát hiện ra đây là ván cờ thứ bảy Ái biệt ly Nếu như nói nữ quỵ kia cùng vị thiếu gia nọ biệt ly Chi bằng nói là chính cô ta đã biến một cái đôi tình nhân phân ly tử biệt Nhắm mắt nhớ lại, thật sự không thấy đôi tình nhân kia mà nữ quỷ nhiều khi cũng có tình cảm thật sự với thiếu gia. Thế thì đó lại là cái sự chia lìa của một đôi yêu nhau khác. Tôi ngẫm nghĩ, dù thế nào thì mình cũng bị vòng lẫn quẩn này làm cho u phiền. Tôi bỗng nhận ra là đây là một cái vòng tuần hoàn quỷ dị, không thể đoán được là bên này sai hay bên kia đúng được. Bất quá cũng chẳng quan hệ gì, chỉ là tôi cảm thấy mình đã bước đến cái ván cờ thứ bảy rồi, chắc cũng sắp xuất hiện cái thứ gì đó có thể quyết định cuối cùng ván cờ thứ 8 tôi cũng không biết sau này sẽ xảy ra cái chuyện gì nữa thầm rùng mình một cái có thể phải chết đầu tôi lại nhớ đến cái bức bích hòa kia cụ hồn được phóng thích là ngày tận thế của tôi sao bạch giật tắm xong trở lại anh hỏi tôi là lão phan hối nói như thế nào tôi nhún vai ý bảo chẳng sao anh cũng thở dài một hơi tôi rót cho anh một ly nước anh uống cạn sạch Lúc này chúng tôi nhớ lại chuyện đã qua, cảm thấy tiếc rẻ vì thua cuộc, tôi nhìn Bạch giật mà nói: "Tôi muốn đi Mã Đa một chuyến, sống chết gì thì cũng phải thử qua mới được." Bạch giật cầm khăn mặt, trầm mặt thật lâu rồi nói: "Chúng ta cùng đi đi, mình em đi, không lo được đâu." Tôi lắc lắc đầu mà nói: "Không cần, anh giúp tôi quá nhiều rồi, giờ manh mối về cái vị cố vấn thân bí kia cũng coi như là đã mất rồi." Mấy cái tư liệu mà tôi đọc được lúc trước đều nói phải đến Hà Bá Điện mới có thể tiếp cận được sự thật. Nên dù phải chết, tôi cũng hy vọng trước khi chết một giây có thể biết được tất cả mọi chuyện. Tay của Bạch Dực sung lên, anh vẫn khăng khăng mà nói. Anh sẽ đi cùng em, em đừng ngại gì cả, anh hứa sẽ bảo vệ em. Tôi hơi hoảng sợ, cảm thấy không khí của cuộc nói chuyện bỗng trở nên quá dị. Tôi ho khang vài tiếng, bỗng sực nhớ đến một chuyện, liền nói tiếp ừ trong mấy văn tự kia tôi dịch được hình như để giải được cái bí mật của bác khổ chi cục thì phải bước vào hà ba điện đi mã đa lần này nhiều khi lại là cơ hội cuối cùng anh ừ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa tôi thấy cái vẻ mặt của anh vô cùng mệt mỏi và ngượng ngùng nên cũng không quấy rầy nữa định vỗ vai bảo anh đi ngủ một chút nhưng lại bị anh nắm tay tôi hỏi làm sao vậy anh chỉ thản nhiên nói em vẫn chưa nói cho anh biết đáp án đó tôi a à lên như là đang hỏi đáp án gì tôi biết đáp án gì anh giận dữ mà liếc tôi một cái rồi hỏi rốt cuộc thì em có thương anh không vậy là hỏi thẳng luôn rồi tôi đỏ mặt muốn giật tay về nhưng anh cứ nắm mãi không buông tôi ừ à lúng túng đến nửa ngày cũng không văng ra được một chữ bạch giật chờ câu trả lời cứ nhìn chằm chằm vào tôi cuối cùng tôi bị dí đến sợ hãi chỉ nói được một chữ rất là nhỏ thương anh cười rộ lên, vỗ vỗ tay tôi mà nói, Cưng còn ngượng ngùng lắm nha, được rồi, Cưng đã thương anh như vậy, anh cũng không thể có lỗi với Cưng, yên tâm đi. Anh sẽ theo Cưng đến tận cùng, đúng rồi, miệng nói không có thành ý, Cưng nên biết điều chút đi. Mặt của tôi đen lại mà nói, biết điều cái rắm, đừng có mong đến cái chuyện kia, giờ để dành sức lực nghĩ xem, nên tìm manh mối tiếp theo như thế nào đi, đầu óc toàn chứa mấy cái chuyện đó. Anh nhìn tôi trừng trừng mà nói Chuyện gì? Anh chỉ muốn cưng hôn hôn anh thôi mà Như thế cũng làm cưng hao tốn sức lực sao? Mặt của tôi chuyển từ đen thành đỏ Cuối cùng vậy vậy tay mà nói Hôn cái đầu anh ấy Tôi không có hứng thú làm mấy cái chuyện này Tuy là nói như thế Nhưng trong lòng tôi lại thấy dễ chịu Như là đã rủ bỏ được mấy cái chuyện vừa rồi vậy Đến nước non này Không thành thật với tình cảm của bản thân mình Chính là thật không có ý nghĩa Tôi biết mình thương bạch dực Tuy không thể tự nhiên nói ra miệng Nhưng một khi đã thừa nhận Thì tôi tuyệt đối không rút lại lời thương Thương là thương Đàn ông đối với mấy cái chuyện này Chẳng thể ngập ngừng Nếu không thì thật giống phụ nữ quá nha Bạch dực nghe tôi nói như vậy Thì vừa cười lại vừa lắc lắc đầu Giống như là đầu hàng trước cái bộ dáng của tôi Mặt của anh giữ nguyên trạng thái cười tươi như vậy khoảng 15 giây Chắc cũng khó khăn lắm đây Ít ra trong tí nhớ của tôi, từ trước đến giờ rất hiếm khi anh vui như vậy. Nhìn kỹ thì thằng nhóc này lớn lên cũng đẹp lắm. Lúc cười rộ thì cảm thấy gần gũi hơn bình thường rất là nhiều. Ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn. Ngay đúng lúc tôi muốn bật cười thành tiếng thì chuông điện thoại vang lên. Cứ tưởng là cái lão phan hói gọi đến, lòng phiền thấp thỏm mà nghe. Thì ra không phải là lục tử gọi tới. Tôi hỏi cô ta là có cái chuyện gì thì đầu dây bên kia truyền tới cái tiếng thở dồn dập cậu ta run run mà nói chúng chúng ta đều nhầm hết cả rồi nữ quỷ kia vốn không phải là cố vấn thần bí gì hết mình lại nhận được mail giờ đây tự nhiên xem qua thì hiểu ngay hắn nói hắn vẫn ở dưới giếng như cũ chúng ta đều đã làm hết rồi